Hello anh em, và rất vui lại được chào mừng em quay trở lại trên YouTube Laptop World, thế giới công nghệ. Acer Predator Helios Neo 14 chúng ta mới được đi unbox và trên tay ngày hôm qua xong, đúng không anh em? Và đúng như đã hứa thì ngay sau video unbox sẽ là video test hiệu năng cho anh em nắm được rõ hơn về hiệu năng, về tản nhiệt của chiếc laptop này. Và trong video ngày hôm qua thì mình cũng đã nói khá là chi tiết về những cái ưu, những cái nhược điểm của chiếc laptop này rồi. Thì nếu như mà anh em chưa xem, mình sẽ gắn link ở bên phải phía trên này dẫn thẳng tới bài review của mình để anh em có thể tham khảo kỹ hơn về những cái đánh giá của mình về chiếc laptop này anh em nhé. Đây là một chiếc laptop khá hay. Phải nói thật là như vậy. Bây giờ đây chỉ trend mà anh em. Các hãng người ta đang hướng tới những cái chiếc laptop gaming trong cái thân hình nhỏ gọn nhưng mà mang lại cái hiệu suất nó mạnh mẽ nhất có thể và tản nhiệt làm sao mát nhất có thể. Và bây giờ đây thì không chỉ so kèo về hiệu năng trên thân hình nhỏ gọn mà các hãng người ta còn đang so kè với nhau về tản nhiệt trên thân hình nhỏ gọn nữa cơ anh em ạ. Và video này để chứng minh cho anh em một điều là tản nhiệt của chiếc Predator Helios 14 này là một hệ thống tản nhiệt ngon đấy anh em ạ. Đúng là Predator khác từ trước đến giờ. Nó là mệnh danh là thần gió rồi. Ồn thì đúng là nó ồn thật đấy, nhưng mà nó mát một cách dã man luôn anh em ạ. Vậy thì cụ thể là sao? Ngay bây giờ không để anh em chờ đợi lâu nữa, hãy cùng mình đến ngay về phần test game, test hiệu năng trên chiếc Predator Helios Neo 14 2024 này nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên, trước khi vào video thì vẫn sẽ như thường lệ, đường link của chiếc laptop này mình sẽ để sẵn ở bên dưới phần mô tả của video. Anh em có thể click vào link bên dưới phần mô tả để dẫn thẳng trang web Laptop World cập nhật chi tiết hơn cho mình thông tin về giá cũng như là thông số của máy tại thời điểm mà anh xem video nhé. Và với chiếc Acer Predator Helios Neo 14 2024 trên tay của mình ngày hôm nay, nó đang được trang bị một combo hình cũng phải nói là thuộc top trong cái tầm giá này rồi đấy anh em ạ. Gần như là chưa có con máy nào trong phân khúc giá này mà cho chúng ta cái trang bị cấu hình nó ngon nghẻ như thế thì phải. Trang bị này là ngon nha anh em. Chúng ta có đây một con Intel Core Ultra 9185H. Chúng ta có sẵn là 32GB RAM LPDDR5. Ổ cứng SSD sẽ là 1T và card đồ họa rời sẽ là RTX 4060 8GB với mức TGP lên tới là 120W điện anh em ạ. Đây là một cái mức thông số cấu hình mà vừa khủng về thông số lại vừa khủng về cái mức bơm điện, nó cực kỳ dã man luôn đấy. Và thông thường nhá, anh em sẽ không thể bắt gặp cái trang bị cấu hình này ở trên những cái chiếc laptop mỏng nhẹ và nhỏ gọn. Lý do vì sao anh em biết không? Là tại vì đây là một combo mà thông thường nó sẽ mang lại cái mức tỏa nhiệt là khá cao. Nếu mà anh em trong giới với nhau thì nghe sẽ hiểu luôn. Tức là nó sẽ mang lại một cái mức tỏa nhiệt là khá cao so với cả những combo cấu hình khác. Chính là vì thế mà nó sẽ hạn chế hơn trong cái việc trang bị ở trên những chiếc laptop mỏng nhẹ. Nhưng anh em biết là sao? Acer đã phải rất tự tin thì mới mang cái combo cấu hình đó lên trên cái chiếc laptop này. Bởi vì người ta chắc chắn với chúng ta là cái hệ thống tản nhiệt này cân được. Mà không những cân được, cân mạnh luôn. Bung 4060 tận 120W, chứ không còn là 90, 95, 100W như là thông thường những con laptop mỏng nhẹ khác. Đấy là cái điểm mạnh của con laptop này anh em nhé. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ vào ngay tới những cái bài test đầu tiên để nắm được luôn cái hiệu suất của hệ thống tản nhiệt này nó mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng mà trước tiên ấy, mình rút kinh nghiệm rồi anh em ạ. Mình sẽ không test quá nhiều game nữa, tốn nhiều thời gian và không giải quyết vấn đề gì cả. Mình ở đây mình sẽ test những con game ăn nhiều vào CPU và những con game ăn nhiều vào GPU. Như vậy là chúng ta đã nắm được luôn hiệu năng của nó rồi, chứ không cần thiết phải test quá nhiều game làm gì nữa. Ở đây thì mình có test Valorant, Counter-Strike, rồi là PUBG, rồi là Black Myth Wukong, rồi Alan Wake 2 đấy, những con game mà ăn từ CPU tới GPU cho anh em luôn để anh em có thể gọi là đưa ra được một cái sự đối chiếu so sánh như là về hiệu năng nhiệt độ một cách cụ thể nhất. Đúng rồi anh em. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào ngay đến bài test đầu tiên là bài test Cinebench R23. Chắc chắn là anh em sẽ cảm thấy khá là bất ngờ trên cái chiếc Predator Helios Neo 14 này khi mà con Core Ultra 9185H chạy ở bài test Cinebench R23 Multicore nó bơm tới là 120W điện và ổn định là trên 100W. Đây là một cái điều mà mình không thể tưởng tượng được là trên một chiếc laptop nhỏ gọn như là cái con Helios Neo 14 này nó lại bơm được tới hơn 100W ổn định anh em ạ. Thực sự là dã man đấy chứ, đúng không nào anh em? Bởi vì là thông thường nha, mình test một vài những con laptop gaming mỏng nhẹ khác ấy, hay là những con máy gaming hiệu năng cao ấy, mà trang bị Core Ultra 9185H thì nó bơm max là 95W thôi. Ở đây người ta tự tin nó bơm lên tới tận là 120W điện và ổn định là trên 100, thậm chí ổn định trên 110. Đây là một cái mức điện năng tiêu thụ là rất kinh khủng nha anh em. Và cái mức nhiệt độ tối đa cũng này đạt tới là 100 độ. Nhưng đừng quên nhiệt độ chịu đựng tối đa của Core Ultra 9185H lên tới là 110 độ. Tức là nếu như mà anh em tưởng tượng là với một con CPU thông thường trước đây nó chịu đựng tối đa là 100 độ ấy, thì cái nhiệt độ hiện tại nó mới chỉ đang là khoảng 80 độ thôi. Chứng tỏ là với cái mức hiệu năng như thế đưa ra và nó thậm chí nó bơm vọt hẳn lên như thế mà nhiệt độ của nó cũng chỉ ngang với cả những con laptop cùng trang bị Core Ultra 9 khác mà bơm vào ngưỡng khoảng 90W điện đó, trong khi con này nó bơm nhiều điện hơn rất nhiều. Và cái kết quả của việc bơm nhiều điện hơn thì chúng ta cũng có thể thấy được rồi, là cái điểm Cinebench R23 Multicore lên tới là hơn 20.000 điểm, gần như là rất ít bắt gặp. Và từ đầu mùa đến giờ, tất cả những con laptop được trang bị Core Ultra 9 tới bây giờ
thì đây là con laptop đầu tiên có Intel Core Ultra mà mình thấy là nó vượt lên được trên 20.000 điểm MagiCore Cinebench R23 anh em ạ. Còn đâu trước là toàn 19.600, 19.400 thôi. Ở đây chúng ta có là 20.083 điểm, cao đấy chứ đúng không anh em. Còn với bài test single core thì chúng ta sẽ có cái mức tiêu thụ điện năng ổn định, nó sẽ là vào khoảng độ 29-30W điện, ổn định sẽ là 30W anh em nhé. Và xung tối đa cũng sẽ đạt lên tới trong ta là 5.1GHz rồi, trên con Core Ultra 9 này rồi. Và mang lại trong ta cái điểm số single core sẽ là 1.850 điểm. Về cái hiệu năng đơn nhân thì đây vẫn là một cái mức hiệu năng đơn nhân bằng với cả tất cả chiếc laptop cùng sở hữu Core Ultra 9 khác mà mình đã trên tay cho anh em rồi. Còn với cái hiệu năng đa nhân thì đây là một con máy mang lại hiệu năng này rất cao. Và đó là bài test đầu tiên Cinebench R23 đã mường tượng ra một chút rồi, đúng không anh em? Chúng ta đã dần nhìn thấy cái hệ thống tản nhiệt con này là cũng hơi đáng gờm, hơi dã man rồi đấy. Tiếp theo nhá, bài test Firmax thì clip trước mình cũng đã test cho anh em rồi đúng không? Chúng ta sẽ chạy lại một lần nữa với bài Benchmark P1080. Với bài Benchmark P1080 thì mức điện năng ổn định ở trên con 4060 sẽ đạt vào là 120W luôn. Và cho cái mức nhiệt độ tối đa nó sẽ là 72 độ C, không lên được hơn nữa. Mình chạy trong khoảng thời gian rất dài từ đầu đến cuối bài test rồi, 72 độ anh em ạ. Và FPS đạt trong ngưỡng khoảng 157 FPS. Và với cái mức FPS là 157 chúng ta sẽ đạt cái mức điểm số lên tới là 9470 điểm. Anh em đừng quên là với một con RTX 4070 140W trước mình cũng đã test cho anh em thì nó sẽ cho chúng ta cái mức điểm số đó vào khoảng độ 10600. Thì con này nó đang đạt là 9400, nó thấp hơn không quá đáng kể so với cả một con 4070 đúng không anh em. Là nhờ sao ạ, nó đang được bung lên tới mức là 120W điện, dã man thực sự anh em ạ. Mà nhiệt độ của nó chỉ có 71-72 độ C, là một cái ngưỡng nhiệt độ mà quá mát. Chạy một khoảng thời gian dài như thế nhá, ổn định như thế nhá, mà nhiệt độ cũng sẽ chỉ trong ngưỡng khoảng 71-72 độ C cho cái mức công suất tối đa của 4060 trên chiếc laptop này. Đáng gờm chứ đúng không anh em. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng vào. Thông thường ấy, hai cái tựa game đầu tiên, hai tựa game eSports đầu tiên là hai tựa game mà làm khó tất cả những con laptop đang được sở hữu Core Ultra. Bởi vì là thường nhiệt độ của nó sẽ là trên 80 độ, thậm chí 90 độ, gần 100 độ cũng có. Nhưng với chiếc laptop này, cùng mình nhìn nhá. Con game đầu tiên sẽ là con game Valorant. Với con game Valorant này mình sẽ để mức setting đồ họa, độ phân giải sẽ là 2.5K và full setting 2 luôn. Chơi thử ở trên chiếc laptop này chúng ta sẽ có cái mức FPS dao động trong ngưỡng khoảng độ 209 đến trên 300 FPS. Và mức điện năng ở trên RTX 4060 đang ăn vào khoảng độ hơn 50W, trên Ultra 9 cũng ăn vào khoảng trên 40W điện. Nhưng nhiệt độ đưa ra cho chúng ta chỉ trong ngưỡng là hơn 50 độ C với GPU và hơn 60 độ C với CPU. Thực sự là một ngưỡng nhiệt độ mà mình còn chưa bao giờ dám nghĩ tới ở trên những con laptop gaming kiểu to to một chút cơ. Đây, một con laptop gaming nhỏ gọn như là cái con Predator Helios New 14 này mà nó chỉ có hơn 50, hơn 60 độ cho cái trải nghiệm chơi game 2K max setting như thế. Đáng gờm, thực sự là dã man đấy. Nhưng mà cái sự dã man đấy nó còn tiếp diễn ở tựa game tiếp theo, một tựa game cũng là ăn rất nhiều vào CPU nữa, đây chính là Counter-Strike 2. Có lẽ là anh em cũng đã trải nghiệm qua cái tựa game này cùng mình ở trên rất nhiều những con laptop sở hữu Core Ultra rồi đúng không? Và khi mà mình chơi ở độ phân giải 2K nhá, full setting 2 nhá, cùng mình nhìn qua chơi game 2K ở trên con máy này nó sẽ chỉ đạt cho chúng ta trong ngưỡng khoảng độ 140 đến 160 FPS thôi, còn những lúc crop nó còn khoảng 120. Lý do tại sao ạ? 2K full setting 2 các bạn anh em. Và đây là một con game làm lại rồi, nó không còn gọi là nhẹ như là cái thời CSGO ngày xưa nữa. Counter-Strike 2 bây giờ nó nặng hơn rất là nhiều anh em ạ. Và khi chúng ta chơi game 2K, FPS như thế là cao rồi nha anh em. Anh em đừng chê như thế là thấp nhá. Anh em muốn FPS cao hơn anh em có thể giảm về Full HD, cái này nó vọt lên tới trên 200 FPS liền nhá. Cho nên là ở đây khi chúng ta chơi ấy, 4060 này đang bơm tới là 69 đến 70W điện mà nhiệt độ chỉ có khoảng 60 độ C. Trong khi đó thì với Ultra 9 1850H này bơm vào khoảng độ mấp mé là 49 đến 50W điện nữa, mà nhiệt độ của nó cũng sẽ chỉ trong ngưỡng khoảng 68-69, có lúc lên khoảng 71 độ C mà thôi. Dã man đấy. 50W điện ở trên Ultra 9 nhá, không phải là thấp nữa rồi, mà lúc này cái nhiệt độ của nó vẫn nằm trong một cái ngưỡng quá là dễ chịu như thế này. Và mình chưa hề bắt gặp ở trên một chiếc laptop gaming nào khác có một cái trải nghiệm nó mát mẻ tới như thế. Chứ không nói gì là trên một con máy nó mỏng như là cái con Helios New 14 này anh em nhá. Và đó là hai cái tựa game mà có thể mang lại cho chúng ta cái ngưỡng nhiệt độ cao nhất trong tất cả mọi tựa game rồi. Còn đâu tất cả những con game sau đây mình chuẩn bị test cho anh em thì không có con game nào mà nó vượt quá được trên cái mức nhiệt độ vừa rồi nữa anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng sang tới tựa game tiếp theo là cũng ăn khá nhiều vào GPU. Đấy chính là PUBG. PUBG thì mình cũng sẽ để setting Ultra, độ phân giải vẫn sẽ là 2K anh em nhá. Và chơi thử luôn.
Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ có cái mức điện năng ở trên Ultra 9 lúc này bơm vào khoảng độ dưới 30W điện mà thôi, và nhiệt độ 64 độ C. Trong khi đó thì 4060 này nó bơm tới là trên 100-110W điện, và nhiệt độ lúc này trong ngưỡng khoảng 73 độ C. Anh em ạ, đây là một con game ăn rất nhiều vào GPU thì chúng ta mới có cái mức điện năng nó bơm cao thế và cao ổn định như thế, trên 100W điện, trên một thân hình mỏng nhẹ thế mà nhiệt độ cũng sẽ chỉ trong ngưỡng khoảng 73 độ C mà thôi. Chúng ta vẫn sẽ đạt cái mức FPS trong ngưỡng khoảng độ 9x đến trên 100 FPS anh em ạ. Đừng quên, đây là mình đang để setting Ultra độ phân giải 2K nha anh em, PUBG nha. PUBG nha, không phải là FIFA Online đâu nha. Nó là một tựa game cũng phải nói là khá nặng khi mà để setting Ultra đấy, và lại còn chơi game 2K nữa. Cái render resolution ấy mình vẫn sẽ để trong ta là 100 nhá, scale đó. Mình vẫn sẽ để là 100 mặc định theo máy luôn để tránh anh em nào bảo là mình tăng giảm tác động gì vào đấy. Và với PUBG thì đó, nhiệt độ này nó vẫn sẽ là trong ngưỡng hoàn toàn dễ chịu, và chúng ta có thể thấy là cái trải nghiệm chơi game Ultra trên đây vẫn rất là mượt mà, hình ảnh màu sắc rất đẹp. Chơi game trên cái màn hình 100% sRGB 400 nits nó phải thế, đúng không anh em? Hình ảnh màu sắc nó gọi là quá tươi tắn và rất sắc nét, rất đẹp luôn anh em ạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang tới một cái tựa game mà ăn cũng rất nhiều vào GPU nữa, đấy chính là Alan Wake 2. Với cái tựa game Alan Wake 2 thì chúng ta sẽ chỉ có cái mức điện năng ở trên 4060 vào khoảng độ 95W thôi. Chỉ 95W nghe nó nhẹ nhàng nhưng mà nó gần max công suất rồi anh em ạ, 95W rồi rất cao, những lúc bơm mình tới khoảng trên 100W điện anh em nhá. Và nhiệt độ của nó sẽ chỉ trong ngưỡng khoảng 63 đến 65 độ C. Quá mát đúng không anh em? Nó là quá mát luôn cho cái mức của 95 đến 100W điện. Và trên Ultra 9 thì nó đang bơm vào khoảng độ hơn 30W điện nữa, nhiệt độ trong ngưỡng khoảng 59 độ. FPS dao động trong ngưỡng khoảng độ trên 60 FPS cho cái mức setting 2K, render là Full HD. Và setting đồ họa thì mình sẽ để ở mức là medium anh em nhá. Với RTX 4060 nếu mà anh em muốn chơi game 2K với những cái tựa game AAA nặng nặng kiểu bên này này thì chúng ta sẽ chỉ có thể để được ở mức setting medium thôi. Chứ nếu chúng ta đẩy lên 2 một cái là nó tràn VRAM liền anh em nhá, cho anh em lưu ý giúp mình cái khoản này. Ở đây chúng ta đang ăn vào khoảng độ hơn 6 đến gần 7GB VRAM rồi, thì nếu như mà chúng ta đẩy lên setting 2 một cái là tràn VRAM luôn, bởi vì con này chỉ có 8GB VRAM thôi anh em ạ. Và cái nhiệt độ đưa ra trong tay anh em thấy không? 63 độ với GPU, 59 độ với CPU. Nó là một cái ngưỡng nhiệt độ mơ ước của rất nhiều những con laptop gaming to nạc đấy, mà trên đây nó là một con máy mỏng nhẹ như thế này, thì chứng tỏ là năm nay thì Acer tự tin mang cái hệ thống tản nhiệt đi khè tất cả các cái thể loại laptop gaming khác trên thị trường rồi. Đúng rồi anh em, nếu anh em là một người sợ nóng, anh em nhiệt thủ ấy, thì đừng quên sắm ngay con laptop này anh em nhá. Và đó là một tựa game nữa ăn rất nhiều vào card đồ họa. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới một tựa game mà ăn nhiều cả vào CPU cả vào card đồ họa để xem là nó sẽ tối ưu ra sao, để chính là Black Myth Wukong. Cái tựa game này thì có lẽ là rất nổi đình nổi đám suốt thời gian vừa rồi rồi. Anh em cũng rất là mong muốn test cho nên là mình cũng đã đầu tư luôn cái tựa game này để test cho anh em một cách kỹ càng nhất. Ở đây thì với Black Myth Wukong mình vẫn sẽ để độ phân giải sẽ là 2.5K nha anh em, và setting game này sẽ là setting 2. Tuy nhiên thì với cái render resolution, cái super resolution ấy, mình sẽ phải giảm về mức là 45. Vì nếu mình để 60 như thông thường ấy thì nó sẽ báo là hệ thống không đủ, tài nguyên hệ thống không đủ, tức là có thể nó đang thiếu VRAM hay thiếu cái gì đó anh em nhá. Nên mình sẽ chỉ có thể để cái super resolution là 45. Vẫn có thể trải nghiệm chơi rất là mượt, rất đẹp nhá. Và setting 2, độ phân giải 2K, tắt ray tracing. Ok. Khi mà chơi chúng ta sẽ có cái mức FPS trong ngưỡng khoảng ổn định sẽ là trên 70 đến trên 80 FPS. CPU này đang bơm vào khoảng độ mấp mé 40W điện và nhiệt độ đưa ra 69 độ C. Trong khi đó thì GPU đang bơm vào khoảng độ hơn 80 đến 90W điện nữa và nhiệt độ trong ngưỡng khoảng 64 độ C. Đây là một trong những tựa game hiếm hoi mà ăn đều cả vào CPU cả vào GPU để cho chúng ta thấy là cái nhiệt độ của máy nó cũng sẽ chỉ ổn định ở trong cái ngưỡng đó thôi. Cùng lắm là trên 70 độ một chút mà thôi, chứ chả có cái tựa game nào lên trên 80 độ nữa cả. Nhiệt độ nó là quá dễ chịu, đúng không anh em? Với cái tựa game Black Myth Wukong này thì cái mức RAM này nó bơm tới 20GB anh em ạ. Chúng ta đang có đây là gì? Lợi thế của con máy này là nó đang có sẵn trong ta 32GB RAM. Chúng ta có thể tha hồ là mở tất cả các thể loại tab, trải nghiệm tất cả các thể loại bla bla. Mở YouTube, nghe nhạc, rồi là Discord, call với anh em các thứ, thoải mái chiếc laptop này luôn. Và đó chúng ta đã vừa đi qua là chính là cái phần test hiệu năng của chiếc Acer Predator Helios Neo 14 phiên bản 2024. Và trong suốt quá trình test ấy, thì mình đều để ở chế độ là Turbo và bật mắc quạt anh em nhé. Cho nên là cái tiếng ồn nó mang lại cho chúng ta là cũng phải nói là khá lớn đấy. Anh em lưu ý giúp mình, clip trước mình cũng đã show cho anh em tiếng ồn của em nó rồi. Thì nếu như mà anh em chưa xem, nhấn vào link bên phải phía trên này hoặc là ở cái phần kết thúc video mình để bên cạnh thì chúng ta sẽ nắm được kỹ hơn về cái tiếng ồn của quạt trên chiếc laptop này anh em nhé. Nhưng mà nó cũng phải ồn như thế thì nó mới cho chúng ta được lại một cái nhiệt độ nó mát mẻ, nó ấn tượng như thế chứ, đúng không anh em? Bởi vì từ trước đến nay thì chúng ta cũng làm gì mà có laptop nào vừa êm vừa mát đâu, trừ khi người ta cắt tịt hết điện năng đi thì lúc này nó mới có cái chuyện là vừa êm vừa mát. Còn đây vừa muốn bung điện này, mạnh mẽ này, mắc ping này, xong rồi lại còn vừa mát này, xong rồi lại muốn quạt tản êm,
thì mình nghĩ là anh em đợi thêm khoảng độ 4-5 năm nữa nó sẽ có những công nghệ đó tối ưu hơn cho chúng ta. Còn thời điểm hiện tại hay là cho tới năm sau chẳng nữa thì các hãng người ta vẫn sẽ phải tối ưu làm sao để cho chúng ta một cái chiếc máy nó vừa mỏng nhẹ, nó vừa mát mẻ. Còn quạt ồn thì kệ nó đi, ồn quá thì đeo tai nghe vào, đúng không anh em? Cũng là một cách rất là hợp lý để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề anh em nhé. Chia sẻ lại lần cuối, tổng kết lại thì đây là một chiếc laptop mang lại cái hiệu năng, cái khả năng bung điện dã man rất khủng khiếp. Ultra 9 tự tin bơm lên tới 120W, 4060 cũng tự tin bơm lên tới 120W, không có ngán ngẩm gì hết cả. Như là một con laptop gaming to nạc, hầm hố khoảng 2,6-2,8 cân chứ không phải là trong ngưỡng khoảng 1,95 cân như thế này nữa, đúng không nào anh em? Cho nên là anh em nào thích cái sự nhỏ gọn, không chiếm dụng quá nhiều không gian trong ba lô và vẫn muốn một cái trải nghiệm về màn hình đẹp các thứ bla bla thì đây sẽ là một con máy cực kỳ hay cho anh em nha. Và nếu như mà anh em kỳ vọng ở đây một con máy có Core Ultra thì pin sẽ trâu ấy thì cũng phải nói với anh em một chút này. Pin con này là 4 cell và 76Wh. Cho nên là về cái con Core Ultra 9 này nó không có chuẩn Evo. Và nếu mà chúng ta sử dụng thông thường một cái màn 3K 165Hz cộng với nó các thể loại LED lủng các thứ rồi là Core Ultra không có Evo thì mình nghĩ là dùng trâu ở trong ngưỡng khoảng độ 6 tiếng rưỡi, 7 tiếng hết cỡ. Anh em ạ, còn không thì chúng ta sẽ chỉ dùng được nếu để mắc sáng thông thường nhá, 3 tiếng rưỡi 4 tiếng mắc bình, mắc sáng dùng tác vụ văn phòng hỗn hợp, đúng rồi anh em. Thì đó là cái chia sẻ của mình về chiếc laptop này. Và còn bất kỳ thắc mắc gì nữa của anh em ấy thì mình cũng đã nói rất là rõ ở trong video trước rồi. Cho nên anh em có thể theo dõi lại cái video unbox của mình về chiếc Helios Neo 16 này. Và ngay sau cái video này sẽ là video so sánh với cả Tuf Gaming A14. Kèo so này khá là căng nên anh em nhớ đón chờ trên kênh Laptop World nhá. Nhớ subscribe anh em nhá. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.